Size
đầy. Nhà em nhiều khách đến tận nơi xem hàng lắm. Đó, các chị cứ yên tâm qua xem thử thoải mái, không thích đi về được. Màu trắng nha, đen, hồng, trắng nha. Xin chào Sandy Hồng nha. Đó, em qua mẫu nhanh lắm lên.
xinh lắm. Nè, mặc được hai kiểu nhá, khoác như này hoặc là bẻ cổ ra đóng xếp vào cho em nha. Bẻ cổ ra và đóng được xếp nha. Đó. Không cứ khoác này cho đẹp, áo này chỉ khoác như này đẹp thôi. Đó, em qua mẫu màu rêu 430k cho chị Ngọc Linh. Màu gì em Ngọc Lan, chốt màu gì, để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại luôn nha. Chốt chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại để lại luôn nha, cùng một dòng giúp mình nha. Màu hồng đây nha. Các tình yêu ơi, chốt để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cùng một dòng giúp em với nha. Đó, cảm ơn, nó cứ bị trôi. Đây nha. Đây là size L đấy, tự nhiên bạn bảo mình mặc size M mà tự nhiên bạn bảo mình mặc size L nên là nó bị rộng nên là bạn nhìn không đúng dáng đâu. Bạn 49 cân bạn chỉ mặc M cho mình thôi nha. Có đồ bộ không chị ơi? Có. Có đồ bộ nha tình yêu ơi. Áo da 370k nha. Chị đặt hàng hôm qua đã gửi cho em. Chị Trang Nguyễn ơi, đặt hàng hôm qua. Nếu mà đặt hàng từ chiều hôm qua là tối qua đã đi rồi. Còn nếu mà đặt hàng từ tối qua thì hôm nay chưa đi nha. Tối qua 8 giờ đồng ý. Thank you.
Thu Tuyết cao 1m bao nhiêu, nặng bao nhiêu, comment chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho mình nha. Bộ Puma đấy mình có 3 màu, màu đỏ, màu trắng và màu đen nha. Mình đang lai áo ra nên là bộ tí nữa mình qua nha các tình yêu ơi. Đấy còn chị nào chốt hồng nữa không? Chị nào chốt hồng nữa không? Cho em một áo da đen chị đang mặc nhé. À, một bộ áo đen chị đang mặc nhé. Bộ thể thao Puma này Đỗ Anh Cường bạn mặc size gì nhỉ? Bạn mặc size gì vậy? Comment chiều cao cân nặng mà comment chiều cao cân nặng mà chắc chắn là nhận hàng thì hãng đặt hàng bên mình nha. Đó mình cam kết các bạn là hàng Quảng Châu loại 1 luôn, yên tâm đặt hàng mua hàng nha. Và phải chắc chắn là nhận hàng và mua hàng thì hãng comment nha và hãng đặt nha các tình yêu ơi. Đó. Để đỡ mất công em gọi chốt xong rồi bưu điện lại trả lại ấy. Em cao 1m65 nặng 63 kg không vừa rồi Thu Tuyết ơi. Ok chờ xíu nha. Đây Đỗ Anh Cường ơi. Này bộ Puma này. Bạn cao 1m bao nhiêu, nặng bao nhiêu và thích màu nào, nó có màu đỏ, màu trắng, màu đen này đó. Mọi người comment chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em luôn một vòng nha. Một đấy nha chị Ngân Tiến ơi, chị cao 1m bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Không em không có size XL đến size L 58 kg đủ xuống mọi người nha. Các tình yêu ơi chào mừng chị nha. Em lên một con màu rêu cho chị Ngọc Linh này. Chị Ngọc Linh yêu dấu còn đó không? Có một mình em nên bây giờ em sẽ áo da size S là đã mình hết size S rồi nha, hết S nha. Da size S chỉ còn màu đen thôi à nhầm. Size S ạ. Size S mình chỉ còn màu trắng thôi, size S mình chỉ còn màu trắng thôi. Áo da size S mình chỉ còn màu trắng thôi. Hà Kim Nguyên màu trắng chốt từ 48 kg đổ xuống nha. Màu trắng chốt từ 48 kg đổ xuống nha Hà Kim Nguyên ơi. Màu trắng chốt từ 48 kg đổ xuống. Em cao 1m76 nặng 56. Ôi ôi cao vãi thế. Em ơi cao thế quá. Áo da lúc nãy em mặc là 370 còn em đang lên con 430 nha. Em đang lên một con áo da 430k nha. 430k màu rêu nha. Loại 430k này có màu rêu với cả màu đen nha các tình yêu ơi. Loại 430 này có cả màu rêu với màu đen nha. Bao nhiêu một bộ Puma lúc nãy em mặc là 250k nha. Cái gì? Anh ơi nhà em không bán đồ nam đâu. Nhà em không bán đồ nam đâu nha. Ôi giời. Em bán đồ nữ mà, em chuyên đồ nữ mà em còn bán đồ nam đâu. Trời ơi hẳn nào mà cao thế. Bảo là sao là con gái lại cao được 1m76 hóa ra là nam à. Đấy chị Ngọc Linh còn đó không, em lên con dê cho chị xem này. 430k có size có 3 size nha, SML nha. Màu rêu này mặc tây lắm. Còn màu đen nha, cái loại 430 này có màu đen với màu rêu nha. 430k nha. Em cao 1m7 nặng 59. Em hỏi áo da hay là hỏi cái gì em ơi? Uyên Trần hỏi áo da hay là hỏi bộ vậy Uyên Trần? Cho chị xem đây nha, rất là tây luôn nha, em qua mẫu nha. Đó, hàng nhà em bao đẹp cho các chị, bao chất
có màu bạc không, mình chỉ có màu trắng, màu hồng, màu đen thôi nha. Ship COD áo da toàn quốc là 30k nha, đồng giá 30k nha, còn phí đâu bọn em ship cho các chị luôn nha. Ngân Tiến cao 1m54, nặng 58kg. Comment, comment.
bây giờ thì đang là cái mình đang mặc, mẫu mình đang mặc là cổ 3 phân. Cổ 3 phân này là 370k. Còn một loại nữa là cổ bẻ 430k. Nhưng chỉ có hai màu, màu đen với màu rêu thôi nha mọi người ơi. Đó, cắm kỹ thì đây là màu trắng size M chốt từ 48kg đổ xuống nha. Màu trắng size M chốt 48kg đổ xuống nha. Lên qua màu hồng cho chị tìm xem nha. Màu hồng có size ML nha. Màu hồng có size ML nha. Màu hồng tây cũng màu hồng có size ML nha. Đây màu hồng đây. Đó màu hồng tây chưa. Màu hồng này có size ML nha. Màu hồng này có size ML nha. Em chào Xuân Đăng. Đó chào tất cả các chị nha. Em đứng lên cho xem này. ML. Hồng này có ML nha. Có size ML nha. Màu đen thì chỉ còn M thôi. Đó còn trắng với hồng thì có ML nha. À trắng còn cả S nữa. Trắng có cả S nữa. Đấy các chị cứ comment chiều cao cân nặng cho em nha. Da này em bao cho các chế là mặc trên 2 năm không nổ. Bao cho các chế là mặc trên 2 năm không nổ nha. Bao mặc trên 2 năm không nổ. Đó. Nhưng mà các chị phải lưu ý giúp em là đừng phơi áo da ra ngoài nắng nha. Đừng phơi áo da ra ngoài nắng chang chang nha. Vì nếu áo da mà phơi ra ngoài nắng thì áo da có 30 triệu nó vẫn nổ nha các chị ơi. Đó các chị nào bảo em thử áo da này các chị comment nhanh lên nào. Mẫu em đang mặc là 370k nha. Còn mẫu lúc cổ bẻ có hai màu rêu đen là 430 nha. Ui dồi, chị Quỳnh Hoa theo dõi của em rồi đấy. 370k nha chị ơi. 370k có 3 màu này. Màu hồng, màu đen, màu trắng. Hồng, đen, trắng. Màu trắng có size S, M, L. Màu hồng có size M, L. Màu đen chỉ còn size M thôi. Quỳnh Hoa ơi, chị lấy màu nào nha. Loại này là 370. Còn cái loại cổ bẻ có màu rêu, màu đen lúc trước em thử là 430k nhưng mà nó không có màu trắng với màu hồng đâu, nó chỉ có màu đen với màu rêu thôi nha. Đó em qua mẫu nha. Em lên màu đen cho xem này, chị mặc áo rêu của bé đi lên nốt à, lên màu đen cho mọi người xem nào. Lên màu đen loại 370k này. Nhớ là 430 với lại 370 nha, chứ không phải là 130 đâu các tình yêu ơi. 430 với cả 370 nha. Nghe kỹ giúp em nha, không hôm qua em bảo là 430, nhiều chị đặt hàng xong lại bảo ơ chị tưởng mẫu 130. 130 thì em chịu, mặc về 1-2 lần là nó nổ tung cho các chị rồi, làm gì có áo da 130. Trời ơi.
1m60 nặng 55kg, vai rộng hoặc size nào? Chị hỏi áo da à chị? Chị hỏi áo da à chị Vũ Thị Lý ơi. Hoa cao 1m69 mà nặng 55kg, chị mặc size L cho em nha. Mặc L cho em nha Vũ Thị Lý ơi, chị mặc L cho em nha. Vai em cũng rộng. Không cho kiểm tra hàng trước khi nhận đâu nha các chị ơi, nên là lưu ý là giúp em các chị cứ yên tâm nhận hàng đấy. Trường hợp các chị mở hàng ra, mua hàng rồi ấy, mở hàng ra mà em gửi sai nhầm số hay là em gửi nhầm sản phẩm cho các chị, hay là các chị mặc rộng hay các chị mặc chật, thì em vẫn đổi trả cho các chị nha, thanh tâm nha. Có một loại 370k nữa đấy thu ạ. Có 16 ạ. Áo da em có hai loại,
màu hồng này mặc nó rất là tây, chị cũng cất một cái chị mặc đồ. Mặc cái này bền lắm, trên 2 năm. Trên 2 năm đảm bảo cho mọi người là trên 2 năm luôn. Nên ra là mình mặc áo la mình chẳng bao giờ mình dặn đâu. Thật sự mặc áo la chẳng bao giờ mình dặn luôn, nên mình mặc 2 3 năm cũng cứ bình thường. Ờ, có cái áo da ấy, cái kiểu này mà đi lại cho đen quá không ạ? Mình để đến 2 3 năm chẳng bị sao, chẳng bị nổ, chẳng bị làm sao. Chốt cho Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa vẫn chốt size M ạ. Chốt cho Quỳnh Hoa nha. Chốt cho Quỳnh Hoa nha. Chốt cho Quỳnh Hoa áo màu hồng size M nha.
xấu lắm. Áo da chỉ khoác thôi, nó mới kéo khóa lên trong quê đó. Chơi thẻ đi. Thank you.
đâu, bộ này em chốt từ 58kg đổ xuống thôi. Có size nha Nguyễn Nụ ơi, mình mặc size gì vậy Nụ ơi? Nụ cho mình chiều cao cân nặng kèm số điện thoại nha. Đó, Nguyễn Nụ hỏi bộ đúng không? Nguyễn Nụ hỏi bộ hay hỏi áo da? Nguyễn Nụ cho mình chiều cao cân nặng nha. Bộ mình đang mặc có 3 màu nha, màu đen, màu trắng và màu đỏ nha. Đỏ, đen, trắng nha. Mẫu mình đang mặc có 3 màu nha, đỏ, đen và trắng nha. Nhìn lên cho các bạn xem mẫu nha. Đây nha. Bộ em đang mặc có 3 màu nha, màu đỏ, màu đen, màu trắng này, hàng Quảng Châu cao cấp lợi nha. Đó. Các chị yên tâm nha, em bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Cam kết với các chị là đây là hàng Quảng Châu loại 1 nha. Đây là hàng cao cấp Quảng Châu loại 1, đây là bộ
Puma thể thao đấy, lại có mũ này. Hàng có mũ nha. Hàng có mũ này. Rồi.
này chốt cho Tân Như Lan nha. Tân Như Lan cho em xin số điện thoại đi ạ. À? Tân Như Lan cho em xin nhanh số điện thoại với ạ, em chốt nha. Ok, chốt cho Tân Như Lan nha, 0966. Ok, chốt cho Tân Như Lan nha. Đó, còn chị nào thích bộ như em đang mặc không? Bộ như em đang mặc có 2 size ML, chốt đến 58kg thủ xuống mặc vừa nha. Vâng, khéo chị mặc ép quá. Chị mặc cái này chị khoác thôi, đừng có kéo khóa xấu lắm. Chị bao nhiêu cân chị khoác để chị 52 cân. Mà
màu trắng đây nha. Áo da à? Áo da 370 nha. Áo da hai loại 370 với cả 430 nha, một loại cổ bẻ, một loại cổ 3 phân nha. Cổ bẻ là 430 với cả cổ 3 phân là 13 phân là cổ 3 phân là 370 nha các chị ơi. Chị ơi màu trắng đấy, nhưng mà màu trắng không có size M đâu, màu trắng còn toàn size L thôi. Màu trắng còn toàn size L thôi, không có size M đâu. Chị ơi. Áo da anh có hai loại, một loại là 430 cổ bẻ và một loại là 370 cổ. 370 là 370 là loại cổ 3 phân nha, vừa đúng không? Tìm thế à?
Bộ mình đang bằng 250k nha. Bộ mình đang bằng 250k nha. Các bạn ơi 250k nha. À, em đi trước, tình yêu em gửi rồi, đi từ hôm qua rồi, em nhớ là em chụp lại rồi. Ôm
túi lê hiền đấy. Cái này này, màu đỏ. Không phải đâu, cái đỏ đấy đỏ khác rồi, đỏ giống cái vàng này cơ. Anh ơi, cắt cho chị một cái màu đỏ này vào túi lê hiền. Cái màu vàng này xinh cực luôn, không còn hàng nào lấy luôn, em còn sót một cái này, em còn cả hàng mới về này. Em ơi, mặc xinh dã man luôn, các chế ơi này, mặc lệch ba nha. Đấy, có hai kiểu, mặc được hai kiểu nha, chị nào cũng thích kiểu sexy, mặc kiểu này cho em. Không thích sexy thì mặc như thế này cho em nha. Còn em là kiểu em thiên về kiểu kiểu lady ấy, em cũng mặc như thế này nha. Đó, chị nào thích kiểu lady ấy, thì mặc được lệch ba như thế này cho em nha. Đây Lê Bà Thủy ơi, chị đang like áo len này, tình yêu ơi, chị đang like áo len này, nhiều mẫu len vô cùng luôn ý. Chốt cho chị Trần Thơ nha. Set em mặc á.
Châu lại phụ luôn nha, các chị lên lên Quảng Châu lại phụ luôn nha. Đó. Yên tâm nha, chào Hà Liên nha. Áo len vàng em vừa mặc, em mặc đẹp dã man luôn đi, còn duy nhất một cái nha, chị nào chốt nhanh. Đó, em còn một cái áo len màu xám này. Một chiếc áo len màu ghi xám xám này, ghi xám xám này 110k. Duy nhất một chiếc áo len này, áo len chữ V nha, màu ghi xám 101. Đó, chị nào duy nhất một chiếc áo len ghi xám này 101 nha, xinh lắm này, áo chữ V em ơi, bao chất cho các chị luôn, bao chất, bao cả giá, bao cả chất cho các chị luôn. Ở ngoài người ta bán 200 này. Đó, nhà em bán có 101 thôi. 101 là chị nào nhanh tay nào, ai chốt ạ? À? Chốt nhanh nào, áo len V này, ghi xám xám này đẹp lắm. Duy nhất một cái 110k. Này, đứng gần cho xem chất luôn, không ba không sủ, không ba không sủ luôn nha, bao gặp máy luôn, các chị cũng cho vào máy quay thoải mái cho em. Mặc hai cam kết cho các chị trên 2 3 năm không sủ nha, có đó, mặc trên 2 3 năm thoải mái luôn nha. Áo này đẹp lắm. Đó, các chị thấy chưa, chị nào chốt áo này y là áo V kèm số điện thoại cho em nha. 62kg đổ xuống mặc vừa, 62kg đổ xuống mặc vừa cho em nha. Áo V kèm số điện thoại 62kg đổ xuống mặc vừa nha. Đó, 62kg đổ xuống mặc vừa nha các tình yêu ơi, 62kg đổ xuống mặc vừa, mặc cái áo này xinh cực luôn ấy. Đấy, thả tóc ra, xinh lắm. 62kg đổ xuống mặc vừa nha, 110k nha. Áo sáng em đang mặc này, ghi sáng sáng này, áo ghi sáng sáng này, áo ghi sáng 110k nha. Đó, chị nào đặt thì ghi là ghi sáng kèm số điện thoại cho em, ghi sáng 110k kèm số điện thoại cho em nha. Áo này em bán có 110k là còn duy nhất một chiếc 110k nha. Đó, duy nhất một chiếc 110k nha, chị nào chốt ngay. Ghi áo V, áo len V kèm số điện thoại cho em nha. Đấy. Chị Phương ơi. Chị Phương. Ơi ơi. Cái chị Lê Hiền là ở gần đây hay ở đâu ạ? Lê Hiền ở trên giỏ em ơi, trên đấy. Nhưng mà là ở tỉnh khác đấy ạ? À? À. Đây Hiền, chị Kim ơi, là đây Hiền đó. Vâng, em nhớ rồi. Trời ơi, này áo len này 110k màu đỏ, 110k màu đỏ có chị nào chốt không?
Bộ em đang mặc nó như thế này cơ. Kinh này có tên Facebook là ngắt kết nối á. Ngắt kết nối không có là gì đấy. Cái gì mà 180 ấy chị ạ? Ngắt kết nối là gì? Bộ em đang mặc như thế này cơ chị Nga ơi. Ngắt kết nối là váy len. Ơ, có váy len à chị? Ôi, chị vừa lên len xong.
Em vào này xinh lắm, vui vẻ ơi. Này, duy nhất một chiếc là 150k. 150k. Bao giá bằng chất cho các chị luôn, những loại này chị các chị bằng 2, 3, 5, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4
xong lại không có số điện thoại, chứ hình như chưa cho số điện thoại ấy. Là để em sẽ biết hả? Heavy tên hay quá chị ạ. Chào Heavy. Một chiếc len ong này, các chị ơi, len ong này. Len ong này. Len ong này các chị ơi. Chân váy hay là quần da hay quần leg đấy, đi thêm một đôi giày cao lên cho em nha, đảm bảo đẹp vô
150k nha. Cũng đang bán bao nhiêu tiền một cái vậy hả Kim Xuyến?
đây chị ơi. Quần này 110k nha. Quần em bán 110k nha. Chất cốt tông mềm mịn co giãn, không bay không xù không cắn chỉ nha. Không bay không xù không cắn chỉ nè. Có màu đỏ nữa nha đấy chị Thúy ơi, có màu đỏ nữa nha. Thúy ơi, có màu đỏ nữa nhé, có màu đỏ nữa nhé, chỉ còn đen đỏ thôi. Con chị Mai
mọi người nha. Em sẽ ship sale đây cho mọi người luôn nha. Ok chị Mai Quỳnh nha. Bố nè có màu đỏ màu đen nha các tình yêu ơi, màu đỏ màu đen nha. Ngọc Anh Thi tên hay mà. Nhưng mà chỉ bên trong mình có tên đấy. Phải không? Chị ơi còn chị nào xem bộ thể thao Puma đẳng cấp đang mặc không? Chị Hà Dũng ơi, một chị nhập 250k nha tình yêu ơi. 250k bộ em đang mặc nha, 250k nha. 250k nha tình yêu ơi. Chiều nay 1:30 em lại livestream tiếp nha.